Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây rất chi là già luôn nha mình. Này, lọc non đang đi này, rất là khỏe luôn. Một cốt nha mình nha. Cây này có mã số là 736, có số đo tổng hoành gốc là 50, cây cao là 62 thân chính nha mình. Cây đang nằm bầu đất là 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1100k bao ship cẩm thị kim cương đen nha mình. Đây, cây vàng da này nhìn rất là lão nha, già cây. Này, lọc non này rất là khỏe luôn, xanh tươi tốt luôn. Này, đang đâm lọc này, rất là khỏe luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cẩm thị kim cương đen, đây là một cốt nha mình, cây rất là già luôn. Này, xanh tươi luôn. Rồi, mã số 736, 1100k bao ship cẩm thị. Nhà mình xem tham khảo nha, kim cương đen. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây này một cốt nha mình, cây rất chi là già luôn. Cây này có mã số là 737, có số đo tổng hoành gốc là 56, cây cao là 55 đến thân chính. Cây đang nằm bầu đất là 50 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1200k bao ship cẩm thị kim cương đen nha mình. Này, cây rất là già luôn, có nụ nè, già cây, nhìn rất là lão nha mình nha. Cây là một cốt nha, cây bao sống nha mình yên tâm. Cây này về mình lên cái chậu cho em nó là tuyệt vời nha. Kim cương đen, đúng nghĩa nha mình, gấu đen. Rồi, mã số 737, 1200k bao ship cẩm thị kim cương đen. Này, vòng cây quá bíp nha. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây này form quái nha mình, cây này một cốt nha. Này, cây rất là già luôn, cò quái này. Cây này có mã số là 738, có số đo tổng hoành gốc là 35, cây cao là 41, cây đang nằm bầu đất là 40 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship cẩm thị kim cương đen, cây bầu đất rinh nhà mình nha. Cây rất chi là già luôn, một cốt quái nha mình. Này, cây rất chi là xong rồi nhà mình yên tâm. Này, cây cò quái nha, form thiên nhiên. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha, cẩm thị kim cương đen. Rồi, mã số 738, 800k bao ship. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây liền cốt form VIP nha mình. Đây, cây xanh tươi luôn, cây rất chi là già nha mình nha. Đây, cây nhìn rất là lão luôn. Cây này có mã số là 739, có số đo tổng hoành gốc là 115, cây cao là 40, cây có chiều dài cái tàn phóng nha mình nha là 90. Cây đang nằm bầu đất là 50 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2000k bao ship cẩm thị kim cương đen. Đây, form cây quá vip nha, cây rất là già luôn, rất là tương lai, cây rất sung luôn, xanh tươi tốt cho mình. Cây này về mình lên cái chậu là ok nha, cây mình lên chậu như hoàng hậu lên ngôi nha mình. Đây, đây liền cốt hết nha mình, cây rất là già nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha, cẩm thị kim cương đen, cây rất chi là sung luôn. Rồi, mã số 739, 2000k bao ship. Cây này rất là tương lai nha mình, già cây. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây lọc non lên lên này, rất là sung luôn. Đây, cây rất là già nha mình nha, rất già này, nhìn rất là lão luôn.
Cây này có mã số là 740, có số đo tổng hoành gốc là 62, cây cao là 40. Cây đang nằm bầu đất là 40 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship. Cẩm thị kim cương đen. Đây. Cây lũ thép âm thân nhà mình nha. Lũ thép này. Nhìn da này, nhìn rất là lão luôn. Cây này hàng sang phơi ở cái vùng tọc cằn sỏi đá nha mình. Nên có cái nước da nhìn rất là đã luôn. Rất là già cây. Rồi, quay vòng nhà mình xem tham khảo nha. Kim cương đen, cây liền cốt hết nha mình. Đây, cây lọc có đi này, rất là khỏe luôn. Nhà mình yên tâm nha. Rồi, mã số 740. 1000k bao ship cẩm thị kim cương đen. Vòng cây quá vip nha. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây này một cốt cho mình, cây rất là già luôn. Lão cây. Cây này có mã số là 741. Có số đo tổng hoành gốc là 55. Cây cao là 64 đến thân chính nha mình. Cây đang nằm bầu đất là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2100k bao ship cẩm thị kim cương đen này. Tại có cái cò này, cò quái nha mình nha, rất là lão luôn, già cây. Cây này về mình lên cái chậu cho em nói là tuyệt vời nha. Cây mình lên chậu cho hoàng hậu lên ngôi nha mình. Này cái cò quái này, cây rất là già lão cây luôn. Này lọc non này, đi rất là khỏe luôn, nhà mình yên tâm. Cẩm thị kim cương đen. Rồi, mã số 741, 2100k bao ship cẩm thị kim cương đen. Nhà mình xem tham khảo hộ nhà vườn luôn nha. Đây, vòng cây quá vip luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây liền cốt cho mình, cây rất chi là già luôn. Cây này có mã số là 742. Có số đo tổng hoành gốc là 80, cây cao là 39, cây đang nằm bầu đất là 45 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950k bao ship cẩm thị kim cương đen. Đây. Cây lọc nó đi này, rất là khỏe luôn nha mình, yên tâm nha. Cây rất là già lão cây. Cây bột lắc riêng. Đây. Liền cốt quá nha mình. Phòng cây rất là ok nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cẩm thị. Rồi, mã số 742. 950k bao ship. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Này, cây rất là già luôn. Cây mặt lũ thép âm thân nha mình nha. Này. Cây nhìn rất là lão già cây. Có một viên đá này, không cứng luôn nha. Thì quá khỏe rồi. Cái này có mã số là 743. Có số đo tổng hoành gốc là 78, cây cao là 48. Cây đang nằm bầu đất là 40 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship cẩm thị kim cương đen. Đây. Cây rất chi là già luôn nha mình. Cây này xong phôi ở vùng núi cọc cằn sỏi đá nhà mình nha. Nên có cái nước da này, rất là lão luôn. Đây. Cây thân lên móc mèo luôn. Cây này chung cốt cho mình nha, liền nha. Nhà mình xem tham khảo hộ nhà vườn. Kim cương đen, gấu đen. Rồi, mã số 743, 1000k bao ship cẩm thị. Này, cây form rất là ok luôn nha. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên mới về nhà mình nha. Cây này bắt cầu nhà mình. Đây, cây form quá vip nhà mình nha. Đây. Cây rất chi là già luôn. Nhà tay rin luôn nhà mình nha, nhìn rất là côn luôn. Phôi mới về, bầu đất rin. Cây này có mã số là 744. Có số đo tổng hoành gốc nhà mình nha, tổng hoành tròn là 145. Riêng cái thằng này là 69 nhà mình nha. Riêng hoành này là 69.
Cây cao là 90. Cây có chiều dài cái tàn phóng cho mình nha, từ đây xuống đây là 120. Cây đang nằm bầu đất rinh là 90 x 50 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 4.000k bao ship. Cẩm thị kim cương đen. Bắt cầu nha mình nha. Đây, cây form quá VIP luôn. Cây này về mình lên cái khay giam nó là tuyệt vời nha nhà mình. Cây bao sống nha mình yên tâm. Đây. Cây form quá VIP nha. Phơi mới về. Bầu đất riêng. Đây. Nhà mình xem tham khảo nha. Đây. Tay cành riêng luôn. Cây rất chi là già nha mình. Bắt cầu nha mình nha. Cây rất là ok luôn. Rồi mã số 744. 4.000k bao ship. Cây này quá VIP rồi. Bắt cầu nha mình. Đây. Cây rất là ok luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây này rất là già luôn. Cây này chung cốt cho mình. Lão cây. Cây này có mã số là 745. Có số đo tổng hoành gốc là 60. Cây cao là 50. Cây đang nằm bầu đất là 40 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.000k bao ship. Cẩm thị kim cương đen nha mình. Đây. Cây vàng da này. Nhìn rất là lão luôn nha mình nha. Lọc non đang đi nè, rất là khỏe luôn. Xanh tươi tốt luôn. Cây này về mình lên cái chậu vô dây định hình nữa là ok nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo hộ nhà vườn luôn. Đây, kim cương đen. Rồi mã số 745. 1.000k bao ship. Kim cương đen. Cây này form cũng rất là ok nha mình nha. Xanh tươi mát mắt luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.